Đạo sĩ luyện kiết già. Ngồi kiết già là công phu cơ bản của việc tu hành khiến dễ nhập định. Lão quan trung hỷ vì trời xanh có xương đầu gối lớn nên ngồi kiết già rất khó khăn. Nhưng ông ta chân thành muốn liễu sanh thoát tử nên cuối cùng cũng luyện tập thành công vượt qua thử thách này. Hòa thượng kể: lúc đó tôi còn là sa di nên không muốn thâu đệ tử. Nhưng hai chú cháu quan trung hỷ đã quỳ trước mặt tôi không chịu đứng dậy. Tôi nói: tôi không có đạo, tôi chỉ có thể dạy cho hai người một phương pháp tu hành là ngồi kiết già. Trước hết hai người thử xem coi mình có thể ngồi kiết già không. Và hai vị luyện cho tới khi nào ngồi mà chân không còn đau nữa thì tôi sẽ dạy tiếp. Xong, tôi dạy hai chú cháu cách ngồi kiết già. Người cháu ngồi được, còn người chú vì lớn tuổi, đầu gối lại là một đốt xương lớn, nên lúc ngồi kiết già, hai đầu gối ông nhổng cao cách mặt kháng đến cả nửa thước ta. Tôi dạy họ luyện tập cách ngồi này rồi bèn ra về. Đợi đến hơn 70 ngày sau, tôi lại đến nhà quan trung hỷ. Đầu gối của ông vốn rất lớn, nay lại bị sưng dù lên gấp 2, gấp 3 lần, nên không thể bước đi được. Tôi nói: ông sao vậy? Nay ông có còn ngồi kiết già nữa không? Ông ta đáp: thưa có, tôi luyện ngồi kiết già, luyện đến nỗi đầu gối sưng lớn như vậy, hiện không đi được, cũng không bước qua được cả vết bánh xe. Ở phương Bắc, lúc xe sắt chạy, bánh xe vạch ở dưới đất một vết rộng khoảng 2 tấc, ngay cả ngạch cửa cũng không thể bước qua được. Trông thấy ông ta khó khăn đến thế, tôi liền nói: ông làm như vậy đau đớn quá đi. Thôi đừng luyện nữa, ông ngưng tập được rồi. Ông ta đáp: trừ khi tôi chết tôi mới không tập luyện. Nếu như tôi không chết, dù chân có sưng đến đâu tôi cũng quyết luyện tập. Tu hành nếu không nhẫn chịu được sự đau khổ thì làm sao tu hành? Ngay cả luyện kiết già cũng luyện không được, như vậy tôi còn tu đạo gì nữa đây? Tôi nhất định phải luyện cho thành công. Tôi nói: hiện nay chân của ông bị sưng như vậy, ông chịu không nổi đâu. Ông nói: chịu không nổi, chịu không nổi thì càng phải ráng chịu. Tôi nghe ông ấy nói cũng có chút khí khái. Tôi bèn nói: tôi mặc kệ ông, tùy ý ông. Nếu ông không sợ chết thì cứ luyện đi. Sau đó tôi đi về. Qua 100 ngày sau, tôi lại đến nhà ông. Lúc bấy giờ ông có thể đi được, đầu gối cũng không sưng nữa. Tôi lại hỏi: hiện nay phải chăng ông không còn luyện ngồi kiết già nữa? Ông ấy đáp: còn chứ. Sau khi thầy đi, tôi tiếp tục ngồi kiết già, chân từ từ bớt sưng và cũng hết đau luôn. Hiện tôi có ngồi bao lâu đi nữa, đầu gối cũng không đau không sưng. Tôi nói: vậy thì tốt quá rồi. Kế đó tôi dạy ông ta phương pháp ngồi thiền. Ông ta rất đổi vui mừng. Về sau, ông ta ở nhà mỗi ngày đều ngồi thiền tu hành. Tu được 5 năm, ông ta biết trước được ngày giờ mình lâm chung, nên bảo với người nhà rằng: còn 3 tháng nữa, ngày tháng giờ đó tôi muốn đi. Hiện tôi chỉ còn một điều duy nhất không xả được là không được gặp sư phụ. Nếu tôi gặp được sư phụ thì tôi vui mừng nhất. Nhưng bây giờ tôi không biết sư phụ đang ở đâu. Tất cả các việc khác tôi đều buông xả hết cả rồi. Chỉ có một việc này là tôi chưa mãn nguyện mà thôi. Đến ngày giờ đó, ông tự ngồi kiết già giảng sanh mà cũng không có bệnh đau gì. Tối hôm đó, ở trong thôn có rất nhiều người nằm mơ thấy có hai vị đồng tử mặc áo xanh tiếp dẫn ông giảng sanh Tây Phương. Đây là chuyện mà sau này vợ ông ta kể lại cho tôi nghe. Tuy ông là một ngoại đạo, nhưng biết tìm cầu chánh pháp. Ông đã không sợ khổ, cũng chẳng sợ đau. Thà chết cũng phải tu hành, phải luyện ngồi kiết già cho bằng được. Kết quả là ông đã được thành công. Nếu như lúc chân ông bị sưng, ông không luyện tập nữa,
thì tin rằng ông sẽ không có thành tựu này. Cho nên chúng ta tu đạo phải nhẫn sự đau khổ mới luôn được sự khoái lạc vô cùng. Nếu các vị không nhẫn sự đau khổ tạm thời, các vị sẽ không được sự an vui vĩnh cửu. Quan Trung Hỷ là tấm gương cho chúng ta noi theo. Nếu chúng ta chân chánh muốn được định, được trí huệ, thì nhất định phải hy sinh cái đau đớn nhất thời. Có vậy mới được thành tựu và khoái lạc vĩnh viễn.